Dạ, em xin chào quý vị đến với video bón dây số của em nha anh chị. Hôm nay em bón khuya, bón số cho ngày mai. Ngày mai là ngày 30 tháng chạp vô thừa luôn nha. Đó, nó nhằm ngày thứ sáu, ngày 29 tháng 2 2024. Đó, công ty sổ số kiến thiết Ninh Thuận và công ty sổ số kiến thiết Gia Lai. Đó, ngày 9 tháng 2 2024 là thuộc ngày mai. Bó nhà ngày mai, đêm này bó nhà ngày mai nha anh chị. Đó, ngày mai bắt đầu sổ là cũng là ngày cuối năm. Đó. Của năm 2023. Đó, bước son đầu năm 2024. Rồi thì đây là cái số Ninh Thuận này, có 36 64. Đó. 91 thì số lúc này là nó có ba số ba tài đặc biệt, nhà nước cho chúng ba tài đặc biệt nha quý vị. Đó. Rồi số Gia Lai này 56 này 41 Gia Lai nha, 41 31 22 13 65 40 44 35 26 79 05 63 19 14 đó, 90 69 78 đó, 83 74 92 96 87 08 đó. Như này 51 46 37 đó. Ở chiều cũng bón giờ sắp lên nha anh chị, này chấm nghiêm nè, bón cũng được máy sắp rồi nè, bón cũng mấy chục tờ rồi đó. Thôi là do ngày Tết nhiều khi người ta ở thành phố Hồ Chí Minh về ăn Tết ta thấy ta mua nha quý vị. Đó. Rồi thì giờ này cũng 10 giờ khuya rồi cho anh chị, 10 giờ đêm rồi đó. 29. Đó, ngày mai kìa, ngày mai bón ngày mai là suốt ngày mai chiều ngày mai sổ là xong rồi chứ. Là bắt đầu khuya là vô thừa luôn đó. Đó. Rồi thì chúc cho anh chị cô bác mình may mắn phát lộc có tài. Anh chị nào mua dây số thì ngày mai thì anh chị tới đây ngay chỗ đồng 12 thôn An Bình, xã Tịnh Đông, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi, gần cái sân giàu Vinh Nam Tân Tịnh và cái sân đường và nhân qua đường, anh chị mua tại dây số ủng hộ em và ủng hộ công ty sổ số kiến thiết nha anh chị. Rồi để cho chúng ta có cái lộc đầu năm nha anh chị, cái số rất là đẹp nha. Đó, màu đỏ rất là đẹp tuyệt vời nha. Chúc cho anh chị may mắn nha. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại quý vị anh chị cô bác luôn nha.